đến giờ mới có thời gian để mà review cho mọi người cái coi cái con xe đạp mới về này nha. Cái mẫu này là mẫu mới là mình mới thấy luôn, thì hàng này là hàng order nha mọi người, bên mình là nhận mua hộ và đặt hộ theo yêu cầu luôn. Mấy bạn cứ đưa hình, đưa mẫu hoặc là tên sản phẩm thì tụi mình sẽ tìm và sau đó tìm mua báo giá cho mọi người nha. Hàng về kho thì tụi mình sẽ căn trách video rõ ràng cho mọi người xem luôn. Thì con xe này của khách mua hộ là mình mua ở trên cái tiệm là Bike Tokyo mọi người nha. Và cái hiệu xe này thì mình cũng không có rõ là thương hiệu là cái gì hết, nhưng mà cái mẫu xe về rất là lạ luôn. Và xe này đặc biệt là xe trợ lực và nó có cái bộ đếm bước chân luôn mọi người nha. Đạp một bước thôi nhưng mà cái xe nó chạy rất là nhanh luôn. Đúng thiệt là xe trợ lực của Nhật luôn nha. Và hàng này là hàng mới 100% nha mọi người. Đấy, cái mẫu xe này thì cực kỳ nhẹ luôn. Mọi người thấy nó vậy thôi nha, nhưng mà nó nhẹ cực kỳ luôn. Và hàng bên mình mua là đối với những cái hàng mới là sẽ kèm hóa đơn cho mọi người rõ ràng nha khi về chung nha. Đấy, mọi người xem thấy không? Và nó đặc biệt nó có phục đời luôn mọi người nha. Nói chung là nhiều khi là mình làm cái này chứ mình được tận mắt nhìn thấy được nhiều cái mẫu mới lạ lắm nha. Và được chạy thử nữa, tại test cho khách mà. Cho nên những bạn nào mà muốn mua hàng hộ hay là cần mua những cái mẫu gì mà của Nhật thì cứ gửi cho bên mình thì bên mình sẽ tìm để mua báo giá cho nha.